Ok, let's go cho một con trẻ trở lại channel của Minh Cường. Thì hôm nay tôi sẽ đi làm clip xả một thùng dương UR để lấy trước Sabo nha, và sẽ nâng dần Sabo lên max kỹ năng SP. Hiện tại là sẽ về U ra cực kỳ gắt, anh em để ý cái thứ tự ra nhá. Queen, lo. Đây không, hai con này không làm gì, mỗi người lấy Queen, mỗi người lấy lo. Tôi thì lấy con Kizaru rồi, không làm gì nhá. Đây ví dụ này, Tetsudo, Mihawk, Sabo, ba con ra liên tục như này thì 600 đá. Ai mà đã lấy Queen rồi, ông nào đã lấy loa rồi mà lấy hai con này nữa thì nếu chuyển max kỹ năng MP là mất 600 đá, lấy đâu ra? Lấy đâu ra? Hai con này mất 400 đá rồi mà ra liên tục nhá. Ra liên tục ở server Việt Nam cốt không lại. Chứ đừng nói em server EU anh em ạ. Căng thật sự, đợt này là ra Sabo rất căng nhá. Điểm danh một số ông bạn trong lead friend thì chúng ta có Cartoon đã lấy cho mình Sabo này. Một số ông máu mặt là Xido này, ông này mới là đáng lo lắng này, lấy cho mình Sabo rồi, ông này cũng có cho mình Sabo 6 sao 8 sao này, căng đấy. Toàn đối thủ căng kèo thôi anh em ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi lấy Sabo và test max kỹ năng SP ở trên server test luôn anh em nhá. Test max kỹ năng SP ở trên server test luôn. Tuần này sẽ phải cố gắng là nâng lên 10 sao để lấy cái ấy anh em ạ. Cố gắng nâng lên 10 sao để lấy cái gì nhỉ, người ta gọi là cái đá đỏ đấy, đá đỏ nha các bác nha. Ok, bây giờ thì let's get it. Ok, chúng ta sẽ lấy trước một con Sabo. Đây là cái dương trong truyền thuyết anh em ạ. Sabo chính thức đã có phiên bản xịn sò con bò của mình nha. Quá kinh khủng, một cháu Sabo. Là thức tỉnh sức mạnh đây, hai loại Sabo đây anh em ạ. Hai Sabo, một Sabo có mũ và một Sabo bỏ mũ cho lo mát. Thức tỉnh sức mạnh truyền thuyết của Sabo nào anh em ơi. Thức tỉnh sức mạnh truyền thuyết của Sabo nha, chúng ta sẽ thử đổi giao diện xem nào. Chúng ta sẽ thử đổi giao diện của Sabo nào. Đây rồi. Giao diện của Sabo chính là như thế này anh em ạ. Giao diện của Sabo chính là như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi test thử Sabo xem nào. Test thử Sabo 5 sao với bộ kỹ năng của anh ấy nào. 14.000 game, đùa tao à. Bỏ mấy con ghẻ ghẻ ra anh em ạ. Bỏ mấy con đều đều quá nào. Bỏ. Thôi cứ cho tạm Sabo đấy là tính tiếp. Sabo này cấp độ 340. Rồi đây chúng ta bỏ Sabo ra đi. Bỏ Sabo này. Bỏ Sabo ra thôi. Chúng ta có Sabo hỏa quyền anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem bộ kỹ năng trước khi vào xem vào test để xem max kỹ năng SP và nó khắc chế cứng Luffy ra sao anh em ạ. Đây. Chúng ta có bộ ba anh em nhà Luffy phiên bản xịn sò con bò đấy anh em ơi. Đây, để bỏ cái này ra. Bỏ cái skin này nhìn cho nó chất. Đấy, xịn sò con bò chưa. Ây, Luffy và Sabo anh em nhá, Sabo phiên bản mới đây. Bây giờ tôi sẽ đi mượn đồ của Luffy Inferno. Rồi. Đồ của Luffy này. Ông này cấp độ này như là chưa dùng được relic. Mới dùng được sò thôi. Ok, chưa dùng được relic. Bỏ sò này. Này. Lấy một mượn haki liên kích né tránh này. Tốc độ lên kích với la bàn này. Rồi chúng ta có Sabo như thế này. Đâu để xem hai Sabo đấm nhau em tình hình như thế nào nào anh em ơi. Test bộ kỹ năng hỏa quyền nào. Đây ông này có 8 sao. Hai Sabo vả nhau nào. Mí xe tì à đự. It's Morauzu Umainu Waza. Quá đẹp.
Úi dồi, kết hợp giữa A và Sabo anh em ạ. Esu Morauzo Omae no Waza, quá đẹp mắt. Misete aru, nên kích Misete aru rồi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một trận thực chiến thế nào. Luffy Snake Man. À thôi, cho Uta vào thôi. Luffy Snake Man làm cái gì cả. Chúng ta sẽ đi vào trận thực chiến với ông nào. Pearl. Không có ông nào đội hình rách rách tí nhờ. À, thằng em thức đây không? Đây 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 đây, đây không? Đội hình này khả năng là nào vụt được đấy không? Một hit. Misete aru rồi luôn. Úi giời. Kamusari. Tsugi no kiku ikyo. À nào, xem ulti của A nào. Úi dồi, đứt luôn. Đứt luôn anh em ạ. À ok. Đây kiếm mấy ông trong server đó. Kaluffy. Kiếm mấy ông cùi cùi trong server nào. Đây rồi. Ông này cũng có en nèn với Luffy các kiểu đấy. Morauzo. Omae no Waza. Rồi luôn giật đi. Sabo này 5 sao nhưng mà 5 sao phiên bản gọi là phiên bản đẳng cấp nhá. Phiên bản mắc binh anh em ạ. Nào chuẩn bị. Luffy chuẩn bị sẽ bị tuột xích với anh trai Sabo. Misete aru. Omae no Waza. Kiểu. Người ta đàm tỏa thế nhở. Omae no Waza skin. Một hit. Phản kích này, xem có lên kích không? Có lên kích này. Lên kích Sabo thì lại lên kích rất cao anh em nhá. Tí chúng ta sẽ được test thì mình sẽ được test. Thì lại lên kích của Sabo nó là cực kỳ cao luôn. Tí xem mà đấm men nèn phát à. Ủa đi qua đi qua kiếm lế đi 2.3 triệu. Thì có người ta bảo kê thì cả bộ thì gặp sống phát một. Ok bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa A và Sabo này. Kết hợp thêm A vào nữa này. Hai hỏa quyền này. Chúng ta sẽ có cho mình hai hỏa quyền anh em nhá. Morauzo Omae no Waza. Đây rồi. Chúng ta sẽ sở hữu cho mình hai hỏa quyền nhá. Hỏa quyền A và hỏa quyền Sabo đây. Và khi hai anh ấy kết hợp lại với nhau thì thế nào? Trên. Hai hỏa quyền này. Cẳng chưa? Thế là Sabo có cho mình hai phiên bản UR. Hình như là Sabo là con UR đầu tiên thì phải. Hay là Big Mom nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Một là Sabo, hình như là Big Mom. Hình như là Big Mom anh em ạ. Sabo là con truyền kỳ đầu tiên thôi. Đây chúng ta có hai hỏa quyền đây. Để xem hai hỏa quyền tung hỏa như thế nào anh em ạ. Càng chưa. Nếu mà mình bây giờ sử dụng thêm Sabo và A nữa. A phiên bản thường, Sabo phiên bản UR được kia nữa thì chúng ta có 4 con A Sabo. What a criminality. Ô, mình bị giảm tốc à? Hay bị choáng ấy nhở? Đây ơi, đây là hỏa quyền đời đầu anh em nhá. Ken. À, phản kích à? Phản kích cái loại hạng xịn thế này. Ô, ô Sabo của mình bị giảm tốc à? Từ 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 từ.
Sato. Sabo của tôi bị giảm tốc à? Không, Sabo kia có giam cầm hỏa linh không chơi được. Luffy này có choáng. Đây ông này khả năng được, ông này khả năng hay nè. Luffy 6 à? Được đấy. Xanh à? Mí CTR Phoenix. Rồi thì 5 với chúng tôi này. Rồi Inferno này lên bảng. Chúng ta sẽ xem hai hỏa quyền tung hỏa nhá. Mà trước đó là chúng ta nhẹ nhẹ tay thôi. Đây rồi. Oh my god. Kien. Rồi luôn. Oh my god. Còn bây giờ là hỏa quyền ơi. Anh em nhìn thấy sự kết hợp với hai hỏa quyền nó đẳng cấp chưa? Quá kinh dị ạ. Xoài ôi. Nét 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 nét. Nét. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ sang ngay xem test để xem cái cơ chế hoạt động của anh Jai Sabo như nào nhá. Trước đó chúng ta sẽ đọc lại bộ skin một chút rồi từ từ nhận tiền đã. Đây, bộ skin của anh Jai Sabo là Legacy. Thì khi anh Jai Sabo của chúng ta cứ tích được 7 điểm Flame Core thì anh ấy sẽ ulti một lần nữa, bất kể ở giao nào. Đổi 7 điểm Flame Core lấy 1 điểm ulti anh em nhá. Cái đấy là điều chúng ta cần lưu ý. Và bây giờ thì vote. Ok, hiện tại đang ở trên server test anh em nhá. Đây, chúng ta có thể theo dõi được là anh em nhìn chưa, Luffy toàn chết ở round 2 thôi. Hiện tại là counter cứng luôn này, anh em nhìn chưa, toàn chết ở round 2 thôi. Lại round 2 tiếp này, hai bên đều chết round 2. Và bên xem vào chung cũng đã ra cái, anh em đang nhìn trên bảng là cái skin mới của Mihawk đây anh em ạ. Luffy 90% chết round 2, nhưng mà tôi sẽ có một đáo án là counter thử của Luffy này anh em nhá. Tôi sẽ có một đáo án gọi là counter thử của Luffy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào series build đồ này. Đây là team Discord. Xem nào, Sabo build gì đây. Ok, 29 này, thân thể né tránh này. Tịnh hóa xuyên thấu này. Bên này nào thân thể này. Tốc độ này, bên này là có một né tránh thôi. 224. Tỷ lệ bạo kích cực kỳ cao anh em nhá. Luffy Haki mất máu đầy đủ này. Mí CTR clip hơi mờ một tí là do tôi với ông kia quay hơi chán. Anh em ạ, và mình quay Full HD. Đây là skin mới của Mihawk anh em nhá. Chúng ta hãy để ý Sabo là hiện tại anh ấy đang có cho mình 3 điểm Flame Core. 7 điểm Flame Core là anh ấy sẽ đổi lấy một điểm một chiêu ulti anh em nhá. Đổi một chiêu ulti rất nhanh thôi. Sang round 2 là anh ấy sẽ ulti một lần là sẽ nhận được 4 điểm Flame Core luôn anh em ạ. Ulti là một lần là nhận được 4 điểm Flame Core luôn, có nghĩa là sang round 2 là chắc chắn là sẽ ulti thêm một lần nữa. Từ round 2 trở đi. Nếu mà hên thì Sabo có khả năng ulti sẽ là ulti 11 lần đấy anh em ạ. Lò này. Rồi một pha cắm trại. Chúng ta để ý Luffy nhá. Để ý Luffy này. Cái nội tại của Sabo chỉ hoạt động rồi luôn khi đối phương dưới 10% HP. Luffy đi luôn anh em ạ. Dưới 10% HP này nó tính cả trong cái lúc giết chiêu anh em nhá. Có nghĩa là ví dụ chúng ta đang 80% máu, nhưng mà ăn cái lượng sát thương của Sabo ấy thì chúng ta xuống máu dưới 10% là nó cộng luôn cái nội tại hủy nó cộng luôn cái hội tại mà cấm hồi sinh luôn anh em, cấm hồi sinh phiên bản 2. Có nghĩa là cấm hồi sinh này nó có thể khắc chế được những con như kiểu Luffy là kháng tử anh em ạ. Nếu theo hút dịch là kháng tử nhá. Luffy có nội tại kháng tử. Trừ khi con tướng partner với nó là cái con cộng sự với nó chết thì nó mới chết. Nhưng mà đợt này là Sabo ra với cái nội tại cực kỳ khủng đến từ ulti thì chính thức là bế luôn Luffy ở trong round 2. Chấm dứt cái meta Luffy Inferno tại đây. Qua cái video này thì anh em lông dân có thể định hướng cho mình. Thật sự là anh em xem ở Việt Nam phải nói là cực kỳ lợi. Cực kỳ lợi thế. Nếu mà chịu khó xem clip của tôi ấy, thì sẽ để ý được những con tướng nào cần lấy. Ví dụ như cái đợt này nó ra Tetsuro, Mihawk và Sabo. Nếu như mà tôi biết thông tin được Sabo như thế này, ui dồi 35 triệu thì tôi đã bỏ con Mihawk rồi anh em ạ. Nếu biết được Sabo như này chắc chắn là bỏ Mihawk. Lấy Tetsuro thôi. Vì Mihawk thật sự nó cũng chỉ là đam to thôi, nó không đam to thôi. Đam to và thủ châu một chút thôi. Nó không đẳng cấp như Sabo anh em ạ. Khen. Rồi luôn Luffy bên kia đi luôn.
Sabu này là phải phải chơi la bàn rồi, tôi khẳng định với anh em là là một là sao Sabu này phải chơi la bàn. Ui giời 24 triệu này. Cái ulti của Sabu nó đấy anh em nhìn được 3 lần ulti. Nếu mà không chơi la bàn thì anh em nên cố gắng là build tốc độ cao lên. Không nhất thiết là phải chơi la bàn. Ừ đúng rồi, không nhất thiết phải chơi la bàn, nhưng mà nên build tốc độ cao lên để làm gì? Để chúng ta kết liễu Luffy của đội bạn trước, không cho đội bạn có cơ hội ulti. Không cho đội bạn có cơ hội ulti, nhưng tôi sẽ test thử cái con Sabo này với cái giáo án là để Ryokugyu đứng đầu anh em nhá. Nếu như mà cái nội tại của con Sabo này mà có tác dụng với những cái con hồi sinh ấy thì sẽ để Ryokugyu làm chim mồi thử. Nếu mà câu được cái nội tại ulti của Sabo thì quá ngon. Vì cái nội tại ulti của Sabo ấy nó chỉ kích hoạt một lần một trận thôi anh em ạ. Nó chỉ kích hoạt một lần một trận nhá. Có nghĩa là nó chỉ có khả năng một lần giết Luffy thôi. Nên là bây giờ là game bây giờ là chúng ta còn phải chơi bằng não rất nhiều nhá. À, xếp đội hình. Chúng ta sẽ nên giấu Luffy đi đằng sau và thay bằng những con hồi sinh ở đằng trước. Khả năng cao sẽ là như vậy. Nisetiaru. Đấy anh em nhìn chưa? Đấm thường một phát rồi ulti luôn này. Ở ngay ra đánh thường nhá. Đây ông bên kia chuẩn bị cũng là ulti này, ông này đang 7 điểm này. Anh em để ý 7 điểm này. Nên là nếu mà hên thì Sabo có khả năng ulti 11 ra. Đấy là nếu trường hợp nếu mà hên. Sabo chúng ta có khả năng ulti 11 round. Mà khi ulti là Sabo bỏ qua 70% phòng thủ đấy anh em nhá. Đây về ulti là Misetiaro. Oh my god. Ui giời ơi sát thương kìa. Ui giời ơi đam mau ấy à. Ở trên server test thì tất cả các đồ đều mắc hết nên là chưa thể thấy được sức mạnh hoàn hảo của Sabo được. Nhưng mà trong trận đấu, những trận đấu này vẫn kết liễu được nhau này. Mà trong server test này con Uta nó trâu quá. Đấy em nhìn thấy ulti liên tục luôn. Liên tục từ round 2 trở đi đến bây giờ rồi. Misetiaro Tetsuro. Nếu như mà con Luffy mà bị chết nhanh này thì tôi nghĩ là Tetsuro là sẽ rất khỏe đấy. Tetsuro đánh về lết mà. Đây lại ulti tiếp này. Lại ulti tiếp. Cứ 7 điểm ulti thôi. Mà anh em để ý nhá, 1 điểm ulti của nó đã hồi 4 điểm nội tại rồi. Đấy. Ulti xong hồi bao nhiêu điểm nội tại rồi. Đây. Bây giờ vào ra ulti lại hồi 7 điểm thành 7 điểm nội tại này. Lại ulti tiếp này. Cái tỷ lệ ulti của con Sabo này rất cao anh em ạ. Ulti 3 lần này. Đấy anh em nhìn chưa? Tỷ lệ ulti của con này rất cao luôn. À tỷ lệ lên kích. Tỷ lệ lên kích. Con này rất cao luôn anh em ạ. Cứ ulti nó hồi 4 điểm flame core thôi. Và cứ 7 điểm flame core là nó múc thôi. Sang một round là cộng 3 điểm flame core thì phải. Thế thì gần như là nó sẽ ulti 11 round đấy anh em ạ. Gần như nó sẽ ulti 11 round đấy. Khả năng là khắc chế Sabo này hơi khoai đấy nhờ. Sabo này nó build full tank mà khả năng là khắc chế nó hơi khoai đấy. Con này mà build full tank mà khỏe lắm. Vì sao? Con này bản chất của nó là nó đã bao gồm một cái xuyên giáp cực kỳ đau rồi. Bỏ qua 70% phòng ngự mà. Đây Tetsuro này đang to lắm. Tetsuro mà không có Luffy Inferno nó làm bố đời luôn anh em ạ. Cộng nội tại đến round thứ 14 nữa thì úi giời ơi nó mắc nội tại đi. Xin lỗi bạn cái cước. Đấy Sabo hai bên ulti liên tục. Anh em để ý nhá, từ nãy giờ ulti là 5 round liên tục đấy nhá. 5 round ulti liên tục đấy. Là ulti theo cái nội tại đấy chứ không phải ulti thường đâu. Ồ mai đâu mà dạ. Đấy, một lần này. Đây là ulti theo nội tại này. Nhìn. Tiếp theo ulti lên kích này. Anh em nhìn cái tỷ lệ lên kích của Sabo rồi. Những cái con mà ulti 3 lần như kiểu xanh Sabo cái kiểu ấy thì nó cái tỷ lệ lên kích của nó anh em để ý cao cực kỳ. À đâu con xanh thì không cao. Con xanh nó ulti con có điều kiện khó. Điều kiện là phải nhỏ hơn 40% HP tối đa. Đấy, đấm một phát hồi 7 nội tại nào. À đâu. Rao này mít, rao này ông này bị mít. Rao này ông này có 6 nội tại thôi. Ông kia rao này có 3 nội tại kìa. Thế khả năng là rao này hai ông không ulti. Đen. Nhìn chung là bị đen. Sabo còn chưa phải sử dụng cái nội tại miễn tử của mình đấy. Miễn tử hồi mỗi round luôn. À con này build tanh chuẩn bài. Rồi bắt đầu có dấu hiệu tua nhanh đấy anh em nhớ. Vào đó anh thường lại ulti đây. Vào đó anh thường lại ulti nhá. Được đấy. Tôi đánh giá cao pha tua nhanh này đấy. Đây một đấm này. Hai đấm này. Ôi. Lại đấm ulti đấy. Úi xoài hồi nó ulti liên tục anh em ạ. 20 cụ. Nhưng mà xem là tiếp thủ trâu quá. Ông này lại ulti tiếp à. Ơ bây đâu có sợ. 24 triệu. Úi giời ơi.
20 củ rồi, Sabo bên kia nhưng ngoẻo rồi. Rồi Sabo bên kia ngoẻo rồi anh em ạ. Đấy giờ Tet Solo nó vẫn là cái gì đó khác bọt nhá. Thế đợt này lấy Mi Hoắc về chỉ cho vào team phụ rồi. Phỏng chó rồi anh em ạ. Ờ mai đâu ra. Lại ba lần Unki. À lần này có 2 thôi. Lần này bị xịt mất cái đấy, mất một cái nội tại. Rồi Tet Solo đi rồi, Mi Hoắc vẫn trâu hơn Tet Solo cơ. Căng nhỉ. Mi Hoắc vẫn trâu hơn Tet Solo anh em ạ. Đây anh em để ý là Luffy chết rồi nhưng cái partner vẫn còn này. Ác chưa? Đấy, cái bàn tay partner vẫn còn này. Luffy đứt rồi nhưng cái bàn tay partner vẫn còn. Anh em đừng có hy vọng gì đến chơi Thánh Linh cho Luffy nhá. Thánh Linh hay bất kỳ nội tại hồi sinh cho Thánh Linh à, cho Luffy. Vì một khi ăn cái nội tại của Sabo thì nó cấm hồi sinh luôn. Nó cấm hồi sinh luôn đấy anh em ạ. Thế nó mới căng. Nó triệt để luôn. Rồi, team của Mi Hoắc vẫn hòa bị hòa anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nhớ like và đăng kênh để chào đón của kèo Roger và Sabo ngày mai nhá. Tiện đây phát cuối video review cho anh em của kèo skill của Mi Hoắc. Rồi, người ta nói nó chất thế nhờ. À, thật sự anh em ạ, kinh dị. Kinh dị, bán skill đấy, bán skill luôn này. Căng thật sự luôn. Ok, bye bye và chào tạm biệt anh em nhá.